Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Cái gì? Em rất yêu Ôn Ninh, cũng không ghét bỏ quá khứ của cô ấy, nhưng cô ấy trước đây đã bị tổn thương, vẫn không thể nào thoát khỏi. Dù sao, em cũng được xem là một nhân vật ở trong trường. Nếu như không thể báo thù cho cô gái mà mình thích được, vậy thì lập nghiệp còn có ý nghĩa gì nữa? Tóm lại, trong học viện tài chính này, có hắn thì không có em, có em thì không có hắn. Đậu xanh, đúng là diễn giỏi thật. Hán thằng, cho dù cậu muốn báo thù cho bạn gái, nhưng cũng không thể nào làm loạn trật tự của trường học. Em không cố ý làm loạn trật tự của trường học, nhưng mà Hà Sướng bây giờ giống tự do, sống tự do tự tại. Ôn Ninh thì như là một cái xác không hồn, kết cục như vậy không công bằng. Đây. Thật ra, với điều kiện của em, hoàn toàn có thể tìm một cô gái tốt hơn. Tình yêu chính là mù quáng, em chỉ thích Ôn Ninh mà thôi. Nếu tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ xảy ra hỗn loạn. Chuyện này không liên quan đến em. Ai có chứng cứ thì người đó lấy ra. Ơi, Ôn Ninh sao lại tìm Trần Hán Thăng để làm bạn trai vậy nhỉ? Chủ nhiệm bằng, cuối năm Hỏa Tiễn 101 sẽ chính thức thành lập công ty rồi. Lúc đó cũng là xí nghiệp đầu tiên mà do sinh viên trong trường thành lập. Làm cho tốt, trường học sẽ ủng hộ cậu. Hay là đuổi học Trần Hán Thăng nhỉ? Ơi, đừng nói lung tung. Cậu vẫn là thầy giáo chỉ đạo của Hỏa Tiễn 101 đấy. Bây giờ mấy trường học của kiến nghiệp ai không biết Hỏa Tiễn 101? Kiểu sinh viên như Trần Hán Thăng, chúng ta phải bảo vệ. Sao có thể vì một chút hiểu lầm này mà đuổi đi được? Hơn nữa, đây cũng không xem như là hiểu lầm lớn. Người trẻ bị tình yêu làm cho mù quáng đầu óc. Nếu như Trần Hán Thăng không đi, vậy người đi chỉ có thể là Hà Sướng. Nhưng Hà Sướng là người bị hại nếu như hắn đi rồi. Giống như trường học của chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Đây là một đề nghị cũng không ổn thỏa. Hà Sướng đi mới là thể hiện chúng ta chịu trách nhiệm. Tôi rất hiểu Trần Hán Thăng. Cậu ta kéo băng rôn chỉ là cây rìu đầu tiên. Tôi cảm thấy phía sau nhất định còn có thủ đoạn khác. Hà Sướng có thể vượt qua được ba cái rìu này hay không, vẫn là một con số chưa biết. Khoa trương như vậy thật sao? Anh nghĩ đi, học viện tài chính thành lập 50 năm rồi, có mấy học sinh thành lập được công ty ở trường hay không? Tôi đề nghị gọi ba mẹ của Hà Sướng đến trường. Ba bên ngồi đàm phán một chút, xem thử có cơ hội xoay chuyển hay không. Tôi sẽ nói chuyện với Hà Sướng, nếu thật sự không được phải bảo ba mẹ của cậu ta qua đây. Trần Hán Thăng không đồng ý thỏa hiệp. Cái gì? Tại sao hắn lại không đồng ý? Hắn có tư cách gì mà không đồng ý cơ chứ? Học sinh không nghe mệnh lệnh của trường học. Các người tại sao không đuổi hắn đi? Bình tĩnh lại chưa? Trên người của Trần Hán Thăng có rất nhiều vinh dự. Phía lãnh đạo của nhà trường cũng rất xem trọng năng lực lập nghiệp của cậu ta, cho nên có đuổi cậu ta hay không rất là khó nói. Ngoài ra với dư luận của trường học bây giờ, nếu thật sự đuổi Trần Hán Thăng đi, vậy hậu quả gây ra là gì cậu có biết hay không? Hơn nữa Trần Hán Thăng làm việc không để lộ ra chút sai sót nào, cậu có thể lấy ra chứng cứ, chắc chắn là cậu ta có tham dự vào hay không? Từ bắt đầu đến bây giờ, Trần Hán Thăng quả thật là một lần cũng chưa nhúng tay vào. Thế thì đuổi Ôn Ninh đi, như vậy sẽ không có lý do treo băng rôn, Trần Hán Thăng cũng sẽ không tìm được cái cớ. Vô dụng thôi, chủ nhiệm khoa kế toán đã tìm cô ta nói chuyện thái độ của Ôn Ninh rất là kiên quyết. Thà là không cần bằng tốt nghiệp, nhất định cũng sẽ đòi lại công đạo cho bản thân mình. Nếu như dám công khai đuổi cô ta sẽ để lộ chuyện này cho TV và phóng viên của giới truyền thông, khiến cho trường học của chúng ta mất mặt. Đây nhất định là Trần Hán Thăng dạy cho cô ta. Ôn Ninh chỉ là một cô gái bình thường,
Sao cô ta có thể nghĩ đến những thứ như là TV hay là phóng viên? Nhất định là Trần Hán Thang đã dạy cho cô ta. Vẫn là câu nói đó. Cậu có bằng chứng hay không? Tôi... Chủ nhiệm bằng, vậy tôi phải làm thế nào? Chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi. Bây giờ tôi đi làm nhà, tôi đi đến nhà ăn lấy cơm, đến ngay cả gì cũng nhìn tôi vài lần. Đừng nghi ngờ lung tung. Dì nấu ăn sao có thể quan tâm những chuyện này? Xem ra Quách Trung Vân nói một điểm không sai. Thời gian dài rồi, tâm trạng của Hà Sướng sẽ sụp đổ. Chính là không biết hai cái búa còn lại của Trần Hán Thang đang nằm ở đâu. Gọi ba mẹ của cậu đến trường đi. Ba bên phán, có lẽ có thể thương lượng ra được một kết quả. Mùi vị không thể nào ngẩng đầu lên làm người như thế nào. Nhìn bộ dạng bây giờ của tôi, nhất định là cô rất vui đúng không? Không chỉ là vui, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi nhất định sẽ uống say một lần cười cho đã. Cúng tế cho cuộc đời đại học dơ bẩn này. Có phải anh đã cảm nhận được sự cô đơn không có bạn bè, bất lực bị trường học bỏ rơi, khó chịu khi thấy người đi đường chỉ trỏ trỏ vào mình? Bây giờ anh đã cảm nhận được chính là những gì mà ban đầu tôi đã từng trải qua. Tất cả mọi chuyện này đều là anh tự chuốc lấy. Cứ đợi đó đi, mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Không được, nếu tiếp tục như vậy thật, thì sẽ không chịu được nữa. Người bây giờ mình tin tưởng duy nhất chỉ có... Ba, con đã bị một nam sinh ở trường chơi rồi. Cái gì? Tại sao trường học chính quy lại có một tên biến thái như vậy, làm ra chuyện khiến người khác phẫn nộ? Con đã báo cảnh sát hay chưa? Lập tức đi đến bệnh viện kiểm tra. Bây giờ ba và mẹ sẽ đến trường của con ngay. Ba nghĩ cái gì vậy? Con và một nam sinh xảy ra xung đột, sau đó hắn chơi một vố thôi. Phòng hội nghị của lầu hành chính. Ba mẹ của Hà Sướng. Thẩm Mẫu Sở đâu rồi? Cô chính là Thẩm Mẫu Sở đúng không? Xin lỗi, tôi không phải là Thẩm Mẫu Sở.